Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì sẽ là một cái video haul nho nhỏ về những thứ mà mình đã mua trong tháng 1. Cùng bắt đầu nha. Hôm nay thì mình đã cố gắng make up nhẹ hơn một chút. Mọi người thấy thế nào? Tóm lại là cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với mọi người mấy thứ mà mình mua từ Sephora. Mình đã mua thử cái phấn nền của Becca này và mình vừa mới đánh lên hôm nay lần đầu tiên. Màu của mình dùng là màu beige. Tiếp theo thì mình có đổi điểm để lấy mấy em này. Cái thứ nhất mình lấy là cái foundation and concealer, kem che khuyết điểm và kem nền của Clinique. Cái thứ hai mình lấy là một cái mascara của Marc Jacobs. Cái thứ ba mình lấy cái này mình nghĩ là kiểu có lãi nhất, chính là của Tatcha. Cái này là cái gạo, mình không biết dịch ra thế nào, nó tên là Zandro Rice Enzyme Powder. Nói chung là mình rất là thích cái này. Và mình lấy thêm một bộ skincare của Dr. Brand nữa. Hà chưa bao giờ sử dụng bất kỳ sản phẩm gì của Dr. Brand cả, thì nên là để thử xem nha. Đây là dòng sản phẩm hợp đây là dòng sản phẩm hợp tác mới của Urban Decay và Stephanie. Mình thì không mua cái gì nhiều, mặc dù mình thấy là ở trên mạng thì các chị rất là khen kiểu phấn mắt với cả búp kẻ môi cái thứ, thế nhưng mà mình không quan tâm đến cái đấy lắm, các bạn hiểu không? Thế nên là mình chỉ mua một cái thỏi son trong bộ sưu tập mới này thôi. Thỏi son mà mình lấy có tên là Spiderweb, nó là một màu đỏ khá là truyền thống, mình nghĩ vậy. Để mình thử ra tay một tí xem nào. Đúng rồi, đây là một màu đỏ đông lạnh khá là truyền thống. Như các bạn thấy, bây giờ mình đã trở lại tông son màu đỏ, mọi người thấy không? Về bao bì của sản phẩm thì nó chỉ là mấy cái gạch dọc, gạch ngang, gạch chéo và xen lẫn màu đen với cả màu bạc thôi. Nó cũng không có gì ngoại trừ là cầm trên tay thì nó nhẹ tinh tinh vậy đó. Nói chung là không có gì ấn tượng cả. Nhưng mà để xem chất son như thế nào. Cái này mình ấn tượng này, đó là hai món mà mình vô cùng háo hức để được sử dụng và chờ đợi xem nó có kết quả hay không. Mình mua hai cái này của Kevin O'Coin. Một cái là highlighting powder và một cái là contour powder. Nói chung thì mình cũng đã đọc qua review trên mạng về hai em này, thì nhưng mà lúc tới nơi cầm trên tay thì mới thấy đẻ phát. Lúc mở ra thì nó có một cái bao vải bằng đen bọc bên ngoài rất là đẹp. Nói chung là mình thích mấy cái kiểu bao bọc như thế này, cảm giác nó được trở che một cách kỹ càng hơn ấy. Và khi mở ra thì nó chỉ bé tí như thế này thôi. Bé ơi là bé, nhìn này nó chỉ bé bằng một cái má của Hà thôi ấy. Và sau đấy các bạn ấn một cái lòi ra màu vàng này, thế là cái hộp nó tự dưng mở ra. Thế là nó mở ra như thế này. Và màu của nó thì Phê pha luôn. Các bạn nhìn thấy màu của nó có đẹp không? Để mình thử swatch ra tay một phát nhé. Mình cảm giác là nếu như mà mình bôi cái này lên mặt thì mình sẽ biến thành cô tiên luôn vậy đấy. Không thì là Thúy Kiều. Nói chung thì kể cả về mẫu mã lẫn cái chất phấn của nó mà Hà vừa swatch ra tay xong thì nó cứ gọi là mê ly. Một điều duy nhất không mê ly về em này đấy chính là giá tiền và cái sự nhỏ bé tí của nó. Nó bé quá, bé quá. Và sản phẩm cuối cùng mà mình mua từ Sephora đấy chính là em son của Burberry. Đây là dòng son Burberry Kisses Hydrating Lip Color. Như mình đã nói với các bạn đấy, bây giờ mình lại quay trở về mút son đỏ rồi. Tại Tết sắp đến đó mà. Nếu như phải so sánh màu của em này với em Military Red thì mình nghĩ là em này có nhiều cam hơn một chút và trông nó cũng tươi hơn một chút nữa. Để mình nói qua cho các bạn về mẫu mã của em son Burberry này, nếu mà bạn nào mà chưa có thỏi son Burberry nào, lúc cầm thì nó không hề nặng tay, nó không kiểu nặng tay giống như là một thỏi Tom Ford hay là gì đâu. So gì nhé,
điện thoại kêu mà. Lúc mà bạn mở cái nắp ra thì cái nắp này nó là kiểu như thế này này. Nắp này nó là kiểu nắp nam châm ý. Thế nên là ngoài việc bôi son ra không thôi thì mọi người có thể ngồi chơi với nắp nó cũng khá là được. Đặc biệt là hai cái củ nam châm này nó chỉ hút nhau khi mà bạn quay nó đúng về vị trí thôi. Còn nếu như mà Hà kiểu rút lên xong đặt xuống mà không đúng vị trí, nó không hút nhau đâu. Quay nó cũng không hút nhau đâu. Quay đấy, cứ phải về đúng vị trí nó mới hút nhau cơ. Thế nên là đấy cũng là một điều mà Hà rất là thích về cái mẫu mã của sản phẩm này. Nếu như bạn cũng thích kiểu thỏi, nắp thỏi nam châm như thế này thì cũng nên mua một thỏi xem sao. Okay. Tiếp theo đấy là những gì mà mình đã mua từ Ulta. Sau khi xem cái clip swatch và review của Tati, nếu như mọi người xem thì có thể thấy chị hơi già một chút so với các em trẻ đẹp khác. Thế nhưng mà mình lại rất là thích chị, tại vì chị ăn nói rất là vào đúng chủ đề, đúng chủ điểm, không nói liên tha liên thiên như mình bây giờ. Tóm lại là sau khi xem video swatch và review của chị về dòng son mới của L'Oreal, dòng son Pro Matte Gloss của L'Oreal, thì mình đã lập tức đi tìm mua ngay. Thế nhưng mà Ulta ở chỗ mình thì lại chưa hề có sản phẩm này, thế nên là mình phải đi mua trên mạng. Ở đây thì mình có bày tỏ tất cả cái video swatch và review theo những ý kiến của mình về bảy thỏi này, thì mình sẽ để ở dưới hoặc là để ở trên. Có gì nếu như các bạn có nhu cầu xem thì click vào đó nhé. Sản phẩm tiếp theo mình mua đấy chính là em này. Em này chính là cushion của L'Oreal. Màu của mình mua là màu W3. Giá của em cushion này là vào khoảng 16.99 đô. Kết cấu của em này thì trông cũng được, trông cũng bắt mắt. Ở bên trong thì cũng có cái miếng mút nhỏ nhỏ giống như là cushion của Hàn để chấm. Thế nhưng mà mình thì không bao giờ dùng cái đấy, mình toàn dùng beauty blender thôi. Mình chưa có cơ hội sử dụng em này thì nên là mình cũng chưa có thể nói cho các bạn về kiểu first impression, ấn tượng đầu tiên của Hà về em này. Thế nhưng mà khi nào mà mình đã sử dụng được lần thứ nhất, lần thứ ba rồi thì mình sẽ update mọi người xem. Cái tiếp theo mình mua là một cái mascara. Mình nghĩ đây là cái mascara mới ra của CoverGirl. Cái này có tên là Plumpify Blush Brow Extreme Plump and Leaf. Tại vì như các bạn biết đấy, lông tóc của Hà thì nó cứ thẳng đùn đuột ra, thì nên là Hà rất là cần sự trợ giúp của những cái loại mascara mà nó có thể giữ được cái nếp cong của lông mi, và nó có thể làm cho lông mi Hà không những cong mà nó còn cong tớn lên ấy. Thì nên là Hà rất là cần những cái loại mascara như thế. Thì nên là sau khi mà mình đã sử dụng cái này thì mình sẽ update cho mọi người biết ý kiến của mình về cái này như thế nào. Tiếp theo đấy là mình mua hai cái sponge của Real Techniques. Thực ra trước giờ thì mình chưa bao giờ có ý định mua mấy cái sponge này của Real Techniques cả, tại vì mình muôn đời cảm thấy là cái em beauty blender này của mình là đã là đệ nhất thiên hạ rồi. Thế nhưng mà tại vì hôm đấy ở Ulta thì mình thấy có cái chương trình mua một tặng một, thế là mình cũng mua thử về dùng thử luôn để xem như thế nào. Tại vì mình thấy ở nhà mọi người cũng có vẻ rất là thích mấy cái em sponge này của Real Techniques, thế nên là mình muốn dùng thử và sau đấy kiểu review với các bạn xem là cái em này thích hơn hay là em màu hồng thích hơn. Nhưng mà nói chung thì hiện tại khi mà chưa dùng bây giờ thì mình vẫn thích em màu hồng hơn. Okay, mấy sản phẩm cuối cùng mà mình mua từ Ulta đấy chính là fake glasses. Mình biết là có rất là nhiều người thì không thích đeo mi giả. Thế nhưng mà đối với mình thì nhiều lúc, tại vì mình rất là hay có cái thói quen rất là xấu, đấy chính là đánh mắt rất là đậm và đánh mắt rất là rồ dại. Ví dụ như là cái ảnh mà mình vừa mới post gần đây trên Instagram của mình thì màu mắt của mình là màu mắt xanh. Các bạn comment gọi đấy là màu mắt đường tăng. Đấy thì nói chung là mình rất là hay thích mấy cái kiểu đánh mắt rất là đậm như thế. Mà đánh mắt đậm nhưng mà lông mi mình thì lại không có, mà nó lại cứ hay thẳng tuột xuống. Thế nên là cách duy nhất đấy chính là đeo mi giả. Tại vì chỉ có đeo mi giả thì nó mới phù hợp với những cái kiểu đánh mắt vô cùng đậm mà mình thích thôi. Mình đã mua hai hộp. Ở đây thì có 4 cái mi giả. Cái dòng mi giả của Adele này thì nó rất là rẻ và cũng được khá là nhiều người thích, và nó rất là dễ tìm.
cứ là Ulta các thứ là có thôi. Thì như là nếu như mà các bạn nào mà mới tập tành đeo mi giả hoặc là chỉ muốn đeo kiểu một ngày, hai ngày, ba ngày hoặc là bốn ngày hoặc là chỉ một ngày thôi thì đeo xong rồi vứt thì nó cũng không cảm thấy phí phạm. Tiếp theo thì mình chắc chắn là ở dưới comment thì nó cũng có người hỏi là chị ơi chị bôi son màu gì đấy. Thế để chị nói cho các em biết nhá, chị hôm nay bôi son màu Feel So Grand của MAC. Đây là dòng son liquid lipstick mới ra của MAC. Và ở đây thì mình có 7 em. Lúc mình mới mua thì mình chỉ mua một em thôi. Và lúc bôi lên thì sướng ơi là sướng, chưa giờ mình thấy một cái liquid lipstick nào mà mình thích như vậy. Thì nên là vào một ngày đẹp trời, nếu như mình có hứng thì mình sẽ ngồi swatch 7 thỏi son mình có của MAC cho các bạn xem. Ok, thì lúc đấy thì mình sẽ cho các bạn một cái review chi tiết hơn sau khi đã dùng tất cả 7 em này. Thế nhưng mà hiện tại màu son mà mình đang có ở trên môi có tên là Feel So Grand, và đây là một màu đỏ mà mình rất là thích. Các bạn có thấy nó xinh không? Sản phẩm tiếp theo mà mình mua thì có hơi hướng skincare một chút. Đấy chính là mặt nạ của Kiehl's có tên là Deep Pore Cleansing. Tại vì sau khi xem video của Trinh, của Ly, của Linh và nghe rất là nhiều điều về em này thì cuối cùng Hà cũng đã quyết định mua em này dùng thử xem sao. Tại vì từ trước tới giờ thì Hà chỉ dùng cái hộp mask màu trắng của Glam Glow thôi. Và mọi người cũng biết là cái hộp đấy là cái hộp mặt nạ mà nhỏ nhất trên đời và cũng là cái hộp mặt nạ mà nó đắt nhất trên đời. Thế nên là mình muốn thử thêm các loại mặt nạ kiểu dạng đất sét như vậy để xem có tìm được cái nào ưng ý hơn cái Glam Glow đấy không để chuyển đổi, chứ không thì đắt quá. Và sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay chính là mặt nạ của Glam Glow. Vừa nói Glam Glow xong thì bây giờ lại quảng cáo tiếp Glam Glow. Đây là cái dòng mặt nạ mới ra của Glam Glow, nó có tên là Firming Treatment Mask. Sau khi đọc các review trên mạng thì mình thấy là mọi người đều khen là cái này nó có hiệu ứng ngay lập tức sau khi mà bôi lên mặt. Đấy là nó làm cho mặt của mình kiểu da mặt căng lên và kiểu các nếp nhăn thì nó được mờ đi. Tại vì mình rất là mê Glam Glow và mình có đầy đủ các dòng của Glam Glow, thì nên là khi mà người ta mới ra cái dòng màu tím này, Firming Treatment này, thì mình mua luôn không chờ đợi. Tại vì cái hộp này nó vừa mới chỉ đến nhà mình thôi, thế nên là mình chưa có cơ hội để thử cái hộp này lên mặt. Thế nhưng mà chắc là mình sẽ làm một cái video riêng về tất cả các loại mặt nạ mà mình đã và đang sử dụng. Nếu như mà mọi người có sản phẩm mới nào muốn chia sẻ với mình thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và trong những sản phẩm mà Hà vừa mới nói tới trong video hôm nay, nếu như mà có sản phẩm nào mà bạn đã dùng qua rồi và có cảm giác tốt hay là xấu về sản phẩm đấy thì cũng nói lên cho mình biết nhé. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận đây. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bye bye. Muốn đi đồng mà cũng không yên với nó nữa cơ chứ. Phải ngồi canh gác mới chịu được đấy.